Mến chào cô chú anh chị và các bạn trở lại với chương trình Tâm sự được phát trên kênh YouTube Ta Sa Trần. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã luôn theo dõi và lắng nghe. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe và luôn luôn bình an. Mùng 1 mua hoa li li để trên bàn thờ. Mẹ chồng nhìn thấy thì đùng đùng nổi giận. Cô có thù với nhà này à? Bị mẹ mắng sa sả vào mặt. Tôi ức nghẹn bật khóc, vào phòng lấy túi sách rồi chào bà đi làm luôn. Đó là những lời mở đầu trong dòng tâm sự ngày hôm nay. Thì để biết dòng tâm sự này có nội dung chi tiết như thế nào, sau đây ta sẽ mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Tôi mới về làm dâu của mẹ được gần nửa năm. Vì không có điều kiện để ra ngoài ở riêng nên vợ chồng tôi đành phải sống chung với bố mẹ chồng. Mẹ chồng tôi nổi tiếng là khó tính một vùng nên không ít lần tôi đã bị mẹ mắng rồi. Đi làm về, cởi giày ra cũng phải cất gọn gàng, ngay ngắn, lệch một chút thôi cũng bị nói. Rửa bát xong phải úp bát theo thứ tự từ lớn đến nhỏ, bát ra bát, đĩa ra đĩa, hay ngay cả tấm thảm chùi chân, nhỡ lệch một chút mẹ cũng nhắc nhở. Mẹ quá khó, thành ra tôi cảm thấy ngột ngạt lắm. Tôi ấm ức muốn ra ở riêng. Thế nhưng điều kiện kinh tế không cho phép nên tôi đành cắn răng chịu đựng. Hôm nay là mùng 1, sáng sớm tôi dậy đi chợ để mua hoa quả về thắp hương như thường lệ. Bình thường cắm hoa cúc vàng, hoa hồng đỏ hoặc lay ơn rồi cúc đồng tiền. Nhưng hôm nay tôi thấy hoa li li đẹp quá nên tôi bèn mua về trưng trên bàn thờ cho tươi mới, đỡ nhàm chán. Sau khi lau dọn và sửa soạn bàn thờ xong, tôi gọi mẹ ra thắp hương. Nào mà ngờ, khi thấy bình hoa li li trên bàn, mẹ nổi cáo và mắng tôi. Cô có thù với nhà này à? Tại sao cô lại mua hoa li li trưng trên bàn thờ? Ly là chia ly, là ly tán. Cô có lớn mà không có khôn. Cô muốn nhà tôi lục đục, bất hòa, thì cô mới vừa lòng phải không? Bị mẹ chồng mắng xa xả vào mặt, tôi ức nghẹn bật khóc. Vào phòng lấy túi sách rồi chào bà đi làm luôn. Có lẽ hôm qua lúc mẹ chồng mắng con dâu, chồng tôi đứng ra bên vực, nói đỡ cho tôi mấy câu, nên hôm nay bà mới nặng lời với tôi như vậy. Nhưng chẳng lẽ tôi đặt hoa li li trên bàn thờ là sai? Tôi vẫn thấy nhiều nhà vẫn trưng bày hoa li li cơ mà. Bà có cần phải khắt khe như vậy không? Dòng tâm sự thứ hai, mẹ chồng nằng nặc đòi lên ở với con trai Út. Được một tháng thì vợ chồng chú Út ly hôn. Bà trách tôi bất hiếu rồi nằng nặc đòi chuyển lên thành phố ở với chú. Vì không can ngăn được nên các con đành chiều theo ý bà. Tôi và chồng đã kết hôn được 10 năm. Trong mắt mọi người, đại gia đình tôi rất hòa thuận. Thế nhưng trong mắt tôi thì không phải như vậy. Tôi luôn có cảm giác mẹ thiên vị vợ chồng em trai hơn. Dưới chồng tôi còn có một cậu em trai kém 5 tuổi. Chồng tôi ngày trước học kém nên chỉ học hết cấp 3 rồi đi làm. Còn em chồng lại hoàn toàn khác. Chú ấy học giỏi, trúng tuyển vào trường y. Sau khi tốt nghiệp ra trường thì làm bác sĩ tại một bệnh viện lớn ở thành phố. Sau đó cưới được cô vợ người thành phố luôn. Khi chú kết hôn được 2 năm thì bố chồng qua đời, để mẹ bơ vơ sống một mình không yên tâm nên chúng tôi bàn với nhau ai sẽ là người đón mẹ về sống cùng. Tuy chú có nhà có xe và điều kiện kinh tế tốt hơn, thế nhưng vì tính chất công việc hay đi sớm về muộn, sợ chăm sóc mẹ không chu đáo. Nhà tôi lại cách nhà mẹ không xa, ở quê không khí cũng trong lành hơn so với thành phố. Nên sau khi bàn bạc, mẹ chồng về sống cùng vợ chồng tôi. Còn vợ chồng chú mỗi tháng sẽ gửi thêm cho vợ chồng tôi một khoản để lo cho mẹ. Khi nào sắp xếp được thời gian thì sẽ về thăm bà sau. Thật ra tôi không thích sống chung với mẹ chồng vì bà nổi tiếng khó tính. Song vì trách nhiệm nên tôi vẫn đón bà về chăm sóc chu đáo. Mỗi ngày tôi đều dậy dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa cho mẹ chồng, đưa con đi học rồi mới đi làm. Dẫu vậy mẹ chồng vẫn không hài lòng, bà luôn than ngắn thở dài, còn suốt ngày so sánh vợ chồng tôi với vợ chồng chú. Cái gì chú gửi về, bà đều quỷ như vàng, nâng niu và trân trọng, đem khoe khắp làng trên xóm dưới.
còn tôi tặng mẹ cái gì, bà đều dè biểu và chê là đồ rẻ tiền và chẳng mấy khi bà đụng tới. Vì hiểu tính mẹ chồng, tôi chẳng so đo làm gì cho mất hòa khí trong nhà. Cho đến một ngày tôi đổ bệnh, vì không thể dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho mẹ chồng, nên tôi đành nhờ chồng trước khi đi làm thì mua cho mẹ bát cháo ăn tạm. Thế nhưng mẹ chồng chê cơm đường cháo chợ, bà không chịu ăn, rồi xông vào phòng chửi mắng tôi thậm tệ. Cô đừng có già ốm, bình thường khỏe như trâu có làm sao đâu. Mỗi tháng các em đều gửi về bao nhiêu là tiền mà cô chuẩn bị bữa sáng cho tôi cũng không xong. Cô cầm tiền của các em mà không thấy hổ thẹn à? Hay cô lại giẫm dúi số tiền đó rồi mang về cho nhà ngoại? Cô mau dậy mà nấu bữa sáng đi, định để bà già này chết đói à? Bình thường bà bóng gió thì thôi đi, nay bà nói những lời cay nghiệt như vậy, tôi tức giận liền lên tiếng. Mẹ à, mỗi tháng chú gửi về 2 triệu, nhưng hộp sữa con mua cho mẹ cũng hơn 1 triệu rồi. Mà cứ cho là vợ chồng con không tốn 1.000 nào để nuôi mẹ đi, nhưng chúng con cũng bỏ công sức cơ mà. Ngày ngày con nấu cơm, giặt giũ rồi đắm bóp cho mẹ. Mẹ đi khám bệnh cũng là con nghỉ việc để chở mẹ đi. Con có bao giờ kêu than nửa lời không mà mẹ lại nói lời cay nghiệt như vậy với con? Tuy nhiên, mẹ chồng vẫn ngang bướng, bà nói rằng đó là nghĩa vụ của con cái với bố mẹ, rồi trách tôi là bất hiếu khi dám cãi lại lời bà. Sau đó, mẹ chồng nằng nặc đòi lên thành phố ở với vợ chồng chú. Không thể thuyết phục được, các con đành chiều theo ý bà. Thế nhưng chỉ một tháng sau khi mẹ chồng chuyển đến ở với con trai út, em dâu lại tức giận bỏ về nhà mẹ đẻ. Một hai đòi ly hôn, hóa ra vì khoảng cách tuổi tác và sự khác nhau trong thói quen sinh hoạt sống, nên mẹ chồng và em dâu thường xuyên cãi vã lẫn nhau. Em dâu xuất thân từ gia đình giàu có, được chiều chuộng quen rồi nên không giỏi việc bếp núc. Hơn nữa, vì công việc bận rộn nên một ngày ba bữa thì mất hai bữa cô chú đã ăn ở ngoài rồi. Giờ mẹ chồng lại bắt dậy sớm đi chợ, nấu cơm nước ngày ba bữa cho bà, thì sao em dâu làm được chứ? Đó là chưa kể những chuyện nhỏ nhặt khác nữa. Chú đứng giữa lại hay bên mẹ, khuyên vợ phải nhẫn nhịn và phụng dưỡng mẹ chồng, nên thành ra vợ chồng chú gần như ngày nào cũng cãi nhau. Cuối cùng, em dâu bắt chồng phải lựa chọn, một là ly hôn, hai là gửi mẹ chồng về lại nhà tôi. Căn nhà vợ chồng chú đang ở là do bố mẹ em dâu mua cho, giờ ly hôn thì chú phải dọn ra đường ở. Vì xót con trai và không nỡ để các cháu phải xa bố mẹ, nên mẹ chồng đành dọn đồ về nhà tôi. Và tôi cũng không trách móc bà chuyện cũ, vẫn một lòng chăm sóc mẹ chồng. Nhưng tôi để ý, từ ngày mẹ chồng quay về thì tính tình mẹ chồng hòa nhã hơn hẳn, không còn so sánh vợ chồng tôi với vợ chồng chú như trước nữa. Thỉnh thoảng, bà còn chủ động giúp tôi quét nhà và nhặt rau. Có lẽ sau một tháng ở với vợ chồng chú, bà đã nhận ra cái sai của mình rồi. Như vậy là Tasha vừa mới chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn hai dòng tâm sự của chương trình ngày hôm nay. Thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, Tasha cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở những dòng tâm sự tiếp theo. Xin mến chào!